Phần cuối cùng này thì mình lại thêm một chút xíu jiggery để bạn có thể nắm được, nói chung là ôn tập lại phần jiggery một chút xíu. Thì mình sẽ lại vào trong cái Google mình search là green sock này. Mình sẽ viết một cái jiggery. Tác dụng của jiggery đây sẽ có một cái nút ở đây. Đấy, cái nút này mình kích vào nút này nó sẽ load thêm nội dung ở đây. Rồi, thử nhá. Download này. Đấy, copy này. Sau đó là vào file HTML. Mình chuẩn bị file JS beta. Sau đó mình sẽ có một cái phần này là div chấm load thêm. Trong cái div load thêm này mình sẽ có một cái thẻ div ở đây. Chấm thẻ button đi. Chấm nút load. Đấy. Nút load này mình sẽ được đặt tên là load load thêm nội dung. Rồi. Còn cái đây mình sẽ trên ở trên cái load thêm này sẽ có một cái là nội dung thêm. Chấm nội dung. Đấy. Nội dung thêm này mình sẽ copy toàn bộ cái này. Ví dụ thế thôi. Từ ngày tiếp đây. Rồi. À, cái nút này nút load thêm nội dung. Sau đó mình sẽ chuyển sang CSS, mình CSS một tí đã nhá. Cho nó đẹp. Control V này. Đấy. Đầu tiên là cho cái nút cho cái nội dung thêm của mình ẩn đi đã. Chưa hiện ra vội, kích vào nút thì nó mới hiện ra. Đấy, kích vào nội dung thêm này. Cộng một cái này. Mình để cho nó là clear đi. Clear bot. Để cho nó không cái nút này nó bị trôi xuống dưới. Nút load thêm. Cộng một cái này. Nút ra thêm mình sẽ để cho nó thuộc tính là overflow hidden. Nó để nó làm bên dưới nhé. Clear viết sai. Đây này. Xong để nó căn giữa là margin width đi. Cho nó khoảng tầm 200 pixel. Margin auto display background tí nhá. Light blue. Border none. Padding 10. Deep load thêm. Cái này mình cho nó là nút load à? Phải select thêm nút load nữa. Mất thời gian gớm. Mình để nó là border none đi. Background tầm. Nói chung là cái nút load thêm này không cần phải thu tính background nữa. Copy hết cái này. Đấy, mình để hết vào cái này. Để hết vào nút load. Cho nhỏ tí. Đấy, mình để hết vào cái nút load nhé. Paste ra này. Đó, nút load là cái nút này. Để cho nó là cursor pointer. Di chuyển đến quanh bàn tay. Đấy là xong rồi. CSS xong rồi. Mình chỉ cho nó, nói chung là cho nó có một chút giao diện đẹp đẹp tí thôi. Cho thêm một cái CSS cho cái nút load. Đấy, một chút xíu. Cho cái nút load thêm của nó một cái thuộc tính overflow hidden. Để nó ngăn chung cho cái nút này nó trôi lên trên. Hình như là bỏ tính nghiên định cũng được vậy. Mình nghĩ là bỏ đi. À, bỏ cái thuộc tính load thêm này đi. Chả cần thiết. Rồi. Thì nút thêm nội dung nằm ở đây. Bây giờ chuyển vào CSS nhé. Chuyển vào jQuery này. Thì đầu tiên mình sẽ cho cái div load thêm. Chấm nội dung thêm. Mình cũng không nhớ tên là gì đâu. Kiểm tra lại cái phần cái div mà nội dung thêm này này. Đó. Mình kích vào nội dung thêm. Rồi, chấm slide up. Như vậy bình thường là nó không, thời gian là không giây. Đấy, refresh lại thì bình thường bạn thấy là chỉ có 4 cái thôi. Được, khi kích vào đây nó phải load thêm. Nó load thêm.
Đó. Thì mình sẽ dùng cái hàm là hàm selector này chấm nút loát chấm click tab một cái. Sau khi tab một cái mình sẽ viết code cho nó. Tức là khi kích vào cái nút loát này thì mình sẽ cho cái nội dung thêm của nó gì? Slide down. Như vậy là refresh lại, bạn thấy là kích vào đây. Nó loát thêm nội dung này. Được chưa? Làm lại nhé. Loát thêm nội dung. Đó. Sau khoảng thời gian nào đó thì mình có thể chỉnh thời gian đây. Tầm 900 nhỉ? Còn để nó đỡ đỡ bị tránh ở bên này thì bạn anh mình nghĩ là bạn nên có một cái div bọc ngoài tất cả khối này cho nó đẹp. Div chấm rất to. Cái div rất to này nó bọc ngoài tất cả luôn. Đấy, mình select một tí cho đẹp. Sau đó mình sẽ kiểm tra phần tử. Một cái div to là rộng 300, margin 30. Như vậy là tổng chiều rộng của nó là 400 này, cộng với bên trái là 30, bên phải 30 là 460. 460 nhân với cả 3 đi. Thành khoảng là 1200. 1300, 1400 gì đấy thì mình để cái div rất to của mình sẽ độ rộng là width là 1200 pixel. 1000 tăng lên. 4312. Như vậy mình khoảng 1400. Đấy, tầm như này. Sau đây margin auto ra giữa thì đấy thì nó có 3 div trên một khối như này thì nó đỡ bị để 4 div trên một khối đi thì mình cho rất to này tăng lên khoảng tầm 1600 đi 1700 đi 1800 đấy tầm như này 1800 thì nó sẽ có 4 div trên một khối. Nó zoom nhỏ lại nó ở giữa như này này. Đó. Mình xếp CSS lại. Cái CSS này để cho nó nằm trên một khối cho đỡ bị lỗi khi mà nó tràn ra mà. Khi mình refresh lại này, mình loát thêm này. Đâu rồi? Refresh lại nào. Của mình lại bị mất rồi. Rất to. Nội dung thêm. Slide down. Mình để nó là overflow hidden. À, clear nào. Đấy, bắt buộc vẫn phải có thuộc tính này. Vừa nãy mình nghĩ là không có nhưng mà hóa ra là vẫn là cần thuộc tính này. Đấy, cho nó chuẩn. Lại lại nào. Đó, kích vào nó sẽ load thêm. Làm lại nhé. Kích vào, load thêm. Rồi. Còn để mà nó loát thêm theo một cái kiểu nó đẹp hơn đấy, thì bạn có thể sử dụng cái hàm TwinMax như vừa rồi mình cái bài trước mình hướng dẫn. Cái cách sử dụng hàm TwinMax là như sau. Cái cách sử dụng hàm TwinMax là như sau. Tức là bình thường mình để 900 thì nó hơi lâu. Thì bây giờ mình sẽ để nó ngắn lại một tí. Tức là mình để khoảng tầm 200. Đấy, 200 mili giây. Loát luôn, đúng không? Sau đó nếu mà muốn nó hiển thị một cách từ từ thì bạn mở cái file JS của cái bài trước ra. Thì đây là cái code mà cho việc hiển thị từ từ. Thì mình copy cái code này và mình paste vào trong cái nội dung khi mà kích vào đây. Đó. Nhưng mà thay vì mình là loát tin to thì mình là loát là nội dung thêm cách chấm to. Tức là những cái div to nằm trong cái div nội dung thêm. Nó sẽ loát vào từ vị trí 100 pixel so với vị top là chính là translate y đấy. Tức là khoảng cách cho vị trí trên là 100 pixel. Opacity bằng 0. Và mỗi cái sẽ cách nhau 0,1 giây. Thời gian chuyển động là 0,5 giây và áp dụng cho cái div to. Rồi refresh lại mình làm viết thử nhé. Cái này đó, nó loát từ từ khá đẹp đúng không? Đó, các bạn muốn loát ở bên trái thì bạn để left thôi. Cái hàm này khá dễ. Loát vào. Rồi, đấy là mình cách mình sử dụng đó. Kích vào đây loát. Còn muốn ban đầu bạn muốn là nó loát từ từ thì bạn có thể là set cho cái div này, ví dụ như cái div HTML này mình sẽ gói cái phần từ vị trí ở trên cái div nội dung thêm này này, mình sẽ thêm một cái div nữa là div nội dung ban đầu
Đấy. Dung ban đầu nó sẽ bọc lấy toàn bộ cái này. Toàn bộ cái này cho đến cái nội dung thêm, cái là end nội dung ban đầu. Ừ. Thì bây giờ nếu mình muốn là ban đầu thì nội dung được loát thì mình viết cái code như này. Nhưng mà ở bên trên ấy, mình viết ở trên trên, tức là khi mà chưa kích vào thì nó sẽ có là nội dung ban đầu. Đấy. Chấm từ vị trí top đi. Đấy, thì như vậy khi mà refresh lại trang này, bạn thấy là ban đầu nó sẽ loát như này. Sau khi kích vào đây nó sẽ loát thêm. Đó. Như vậy là bạn vừa áp dụng cái hàm là hàm stagger, à hàm twin max, một cái hàm xử lý giúp cho cái jQuery viết rất nhanh, chỉ có một dòng mà áp dụng được rất nhiều thứ. Rồi. Đấy. Tóm lại là cái bài này, kiến thức của bài này gồm những phần là: một là bạn xử lý các thuộc tính CS3, hai là xử lý cái phần transition, ba là xử lý cái hàm hiệu ứng load, và bốn là xử lý cái hàm click và load hiệu ứng. Rồi. Cảm ơn các bạn.